Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyokudo CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một công thức bánh bao cực kỳ đơn giản. Công thức vỏ bánh này chỉ cần có 3 nguyên liệu: nước, men nở và bột mì. Đây là công thức mình được một chef người Hoa đang sinh sống ở Úc tặng cho. Ban đầu khi bạn mình cho công thức, mình nhìn thấy nó đơn giản quá. Mình cứ hỏi đi hỏi lại bạn là: bạn đã làm công thức này bao lần rồi? Bạn ấy bảo đã làm rất nhiều lần và lần nào cũng thành công. Cho nên khi mình hỏi công thức bánh bao thì bạn cho ngay, không có do dự. Là đầu bếp chính của một khách sạn lớn ở Melbourne, công thức của bạn chia sẻ chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Trước khi bắt tay vào làm, nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kyokudo CP, nhấn like hoặc share để tiện theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Bây giờ thì xin mời vào xem và cùng làm nha. Trước tiên cho vào thao 230ml sữa tươi. Công thức của bạn mình cho sử dụng nước, nhưng mình thích bánh trắng hơn nên mình sử dụng sữa nha. Men nở thì mình sử dụng men nở cấp tốc, một muỗng như vậy là 4g. Sữa thì mọi người cho vào lò quay, hâm khoảng 30 đến 40 giây cho nó ấm ấm lên rồi cho men vào. Lấy đều cho men tan ra. Bột thì mình sử dụng bột mì số 8 có thành phần protein thấp nhất. Cho hết 380g bột mì vào đây, rồi dùng cây phới trộn đều lên. Sau đó dùng tay trộn bột lại cho thành khối. Không cần nhồi bột nha, mình chỉ trộn bột lại cho đến khi nào bột thành khối như vậy là được rồi nè. Trộn cho đến khi nào bột hòa quyện, không còn nhìn thấy bột khô nữa là được. Để đáp bư lại để cho bột nghỉ khoảng 20 phút. Trong khi đó mình sẽ làm phần nhân. Mình có nửa củ hành tây, cắt nhỏ hành ra, cắt như vậy. Mình có 3 cây hành lá nè, mình cũng sẽ cắt nhỏ hành lá ra. Ở đây mình có nửa ký thịt heo băm sẵn, cho hết hành tây và hành lá đã cắt nhỏ vào đây. Nêm nếm gia vị tùy theo ý thích của mọi người, mình cho vào đây một ít tiêu xay, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường và một muỗng bột nêm. Mọi người cứ nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị gia đình là được nhé. Để cho nhân của mình có vị thơm hơn, mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Để cho nhân có độ kết dính và không bị khô, mình cho vào đây một cái lòng trắng trứng. Rồi trộn đều lên. Khi mọi thứ đã kết dính lại rồi, mình cầm lên và đập xuống như vậy khoảng 10 lần để cho cái nhân của mình nó dai dẻo hơn. Làm xong rồi mình đậy đắp bự lại cho vào ngăn mát tủ lạnh để nha. Bột của mình sau khi để nghỉ được 20 phút rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nhồi sơ. Mình nhồi sơ như vậy khoảng chừng 1 phút thôi thì cái bột của mình nó đã mịn lên rồi nè. Đó, khi bột đã mịn lên như vậy rồi thì mình sẽ vo tròn lại. Bột của mình bây giờ nó vừa mịn vừa mềm. Như vậy là được rồi nè, đậy đắp bự lại để ở đây ủ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, tùy theo thời tiết nha. Nếu thời tiết nóng thì ủ 1 tiếng thôi, còn trời lạnh thì ủ 1 tiếng rưỡi nha. Ở Nhật bây giờ thì thời tiết ấm dần lên rồi, cho nên là mình ủ 1 tiếng là mình thấy nó nở to rồi nè. Ấn ngón tay xuống giữa bột, thấy không có đàn hồi lên, như vậy là đạt rồi. Bây giờ thì bên trong bột có rất là nhiều bọt khí, cho nên là mình sẽ ấn như vậy để cho cái bọt khí nó bay ra hết nha. Lấy ra ngoài, nhồi như vậy để cho cái bột của mình nó dài ra thành một cái thanh dài để mình dễ chia bột ra hơn. Mình chia bột ra thành 8 phần bằng nhau. Rồi từng viên bột, mình lấy cái bột ở ngoài mép, ấn vào giữa như vậy. Mình làm thao tác như vậy khoảng 10 đến 15 lần, sau đó vo thành viên tròn.
Mình làm như vậy cho hết 8 viên bột nha. Để cho bột không bị khô, mình dùng cái khăn đậy lại như vậy. Rải một ít bột khô lên mặt bàn, rồi lần lượt lấy từng viên bột ra cán mỏng. Cán mỏng ra cỡ như vậy là được rồi nè. Tiếp theo, một tay mình cầm miếng bột, một tay cầm cây chày, mình cán vào như vậy, cán cho cái vành nó mỏng ra. Cán như vậy để khi tạo hình cho bánh thì cái phần nếp gấp nó sẽ không có bị quá dày. Cán như vậy thì cái phần rìa của bột nó sẽ mỏng hơn cái phần giữa nha. Nhân bánh thì người Hoa họ cũng không có hấp trước mà họ để nguyên nhân sống như vậy mà làm luôn. Mình sẽ gấp bánh như vậy nè. Đó, xếp dùng hai cái ngón trỏ làm thành cái miếng bột gấp lại như vậy. Đó, cứ dùng hai cái ngón trỏ gấp bột lại rồi xếp vào, ấn xếp vào, ấn xếp vào. Đó, cứ làm xoay vòng làm như vậy. Rất là dễ luôn ha. Cuối cùng thì mình cũng xoay cho hết vòng, xoay thêm một vòng nữa. Xếp hết cái nếp gấp rồi mình cũng quay thêm một vòng nữa. Đó, quay đến cuối cùng thì tạo thành cái chớp như vậy nè. Sau đó nắn cho tròn lại, rồi cắt một miếng giấy nến lót lên. Như vậy là xong. Tương tự cũng như vậy, mình làm thêm một cái nữa cho mọi người xem nha. Bánh sau khi tạo hình xong, mình cho vào lò nướng đậy nắp lại, ủ khoảng 30 phút, không cần bật gì lên hết nha. Ủ cho bánh nở ra như vậy là đem hấp được rồi nè. Bắt nồi nước lên bếp, cho vào đây khoảng 1 muỗng canh chấm ăn. Làm như vậy thì cái bánh bao của mình nó sẽ được trắng hơn. Cái này thì công thức của bạn mình cho không có nói, nhưng mà mình thường làm như vậy thấy bánh nó trắng hơn. Sau khi ủ bánh bao đã nở đạt rồi thì mình đem đi hấp. Đó, nở như vậy là đạt ha. Ủ khoảng 30 phút là được. Nhớ là đừng có ủ lâu quá nha. Ủ lâu quá thì bánh sau khi hấp xong sẽ bị xẹp xuống đó. Nước sôi rồi mình cho bánh vào nồi hấp. Mình sẽ hấp bánh trong vòng 10 đến 15 phút. Tùy theo mọi người làm cái nhỏ hay cái lớn. Nắp thì mình bọc cái khăn để cho nước không có rớt vào bánh. Sau khi hấp được 15 phút thì bánh của mình đã chín rồi nè. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong công thức phở bánh bao chỉ với 3 nguyên liệu. Công thức này do một người bạn đầu bếp gốc Hoa ở Úc chia sẻ. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho những ai yêu thích món bánh bao được thành công ngay lần đầu tiên. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì nhớ cho mình một like hoặc share và đăng ký cho kênh của KiwKadoGP để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Nếu có cách làm khác hay hơn thì hãy chia sẻ với mình dưới comment. Mình sẽ học hỏi thêm và rất là biết ơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigato gozaimasu. Mata ne. Và đây là thành phẩm bánh bao, thành công ngoài mong đợi luôn nè. Vỏ bánh mềm xốp, nở tốt, nhẹ tên nè. Trước giờ mình làm quá chừng nguyên liệu luôn, không có nghĩ là công thức đơn giản như vậy mà cũng có thể thành công được. Ai yêu thích món bánh bao, đừng bỏ lỡ công thức này nha. Chân sốt.